ui. Ui chết xòe lầy chết hỏng hết mông. Mông mình đang to tròn đẹp này một trước thì thôi. Không được rồi, không ổn rồi. Nguy hiểm quá. Đi xe mà không có giáp này nguy hiểm quá. Phải gọi ngay cho thằng Hoàng Anh mới được. Alo. Hoàng Anh à? Anh tới đây, mày kiếm cho anh một bộ giáp đấy. Hãng hãng gì Dainis hay gì đấy. Ok. Anh mặc size 50 nhá. Ờ, full luôn nhá. Phun luôn giày dép mũ máu, giày dép găng tay, giày dùng. Có cái gì cho hết vào. Ok ok. Ship luôn ra Hà Nội cho anh. Ok. A few moments later. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tớ nhá. Ngày hôm nay thì mình có một bộ giáp. Thật ra là mình đã mua từ cách đây khoảng gần một tháng rồi. Nhưng mà hôm nay mình có dịp để quay cho các bạn xem. Thì đây. Mình thì từ trước giờ từ trước giờ mình chạy xe mình không có mặc giáp đâu. Bởi vì thứ nhất là mình thấy nó nóng thì mình không mặc. Và thứ hai là mình cũng không có giáp, thành ra mình không mặc. Nhưng mà đợt gần đây thì mình thấy cái bộ giáp, việc chạy xe, đi tour thứ rồi mặc giáp nó rất là quan trọng, thành ra là mình quyết tâm là xuống tiền lấy một bộ giáp các bạn ạ. Thì là mình có mua giáp của em Hoàng Anh nhá. Đây Facebook của em đây. Bạn nào có nhu cầu mua giáp, bộ đồ bảo hộ, găng tay các thứ, thậm chí là cả xe bạn này cũng có cả bán nhá. Mình thì hay mua của bạn này, mua rất nhiều. Mua đồ bảo hộ, mũ, mủng là mình mua của bạn này hết. Ok, bạn nào mà muốn mua mình sẽ để link Facebook của bạn ở dưới mục mô tả cho anh em mà có nhu cầu nhá. Thì hôm nay mình sẽ khoe với các bạn là cái bộ giáp này mình mua nó là bộ giáp gì. Anh em cùng xem nhá. Ok. Đây. Đầu tiên giới thiệu các bạn, đây là một bộ. Bộ này gọi là bộ đồ lót. Bộ đồ lót của Dailies luôn nhá. Mình không biết mình đọc đúng hay không nhưng mà mình hay đọc là Dailies. Đấy. Thì bộ đồ lót này mình mua mới của bạn đấy là 2.6 triệu hay 2.7 triệu đấy. Chỉ là một bộ quần áo lót thôi nhá. Bộ quần áo lót thì rất quan trọng, bởi vì là nó sẽ giúp mình mặc giáp dễ hơn và nó sẽ thấm hút mồ hôi của mình. Đấy. Tiếp theo. Đây. Thấy cái gì dơ luôn. Đây. Đây các bạn, đây là một đôi giày của hãng Dailies luôn nhá. Mình nói thật là mình mua theo combo, mình chả nhớ là nó chi tiết từng bộ là bao nhiêu tiền. Đây, giày. Bây giờ mình sẽ bỏ hết ra. Đây, tiếp theo. Đây là một chiếc quần. Quần da. Đấy. Lại quần nữa à? À không. Đây là một chiếc áo các bạn nhá. À. Bộ của mình mua là bộ rời các bạn ạ. Đó. Hết chưa nhỉ? À đây. Nữa. Đây chính là đôi găng tay. Cũng của là Dailies ấy. Mình mua full bộ Dailies. Đây. Giới thiệu các bạn, đây chính là một chiếc túi đeo hông để mình đựng những cái phụ kiện. Ví dụ như ví, điện thoại, điện thoại để liên lạc, còn ví để đổ xăng với lại ăn uống ở đường. Không thể thiếu rồi. Đó. Màu xanh chuối. Mai mình sẽ tô cho nó thành màu xanh giống kiểu Kawa. Ok. Thì đây. Đây là toàn bộ giáp mình mua. Thì tổng giá trị mà mình mua bộ này nó là rơi vào 20 mấy triệu nhỉ? 25 triệu hay sao ấy, không nhớ rõ lắm. Bộ giáp mình mua là 25 triệu. Đây là bộ giáp đã qua sử dụng các bạn nhé. Tức là nó là bộ giáp cũ thôi, đã qua sử dụng rồi. Thành ra là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với nếu như mà mua mới. Nếu mà mua mới thì mình nghĩ bộ này thời điểm của nó ra thì chắc nó phải rơi vào tầm mấy chục triệu. 6 đến 70 triệu một bộ mới đấy, mình nghĩ là thế. Ok, bây giờ mình sẽ lên đồ cho các bạn xem mình mặc giáp nó sẽ như thế nào nhá. Ok, đây là sau khi mình đã mặc bộ lót lên các bạn nhìn. Được chứ? Bộ này là hơi đai củ nhá, H16 nhá. Bây giờ mình sẽ mặc
giờ mình sẽ mặc quần vào trước. Đấy. Anh em biết tại sao mà mình lại tự nhiên mình lại hứng để mình mua giáp không? Thì việc đầu tiên là để bảo vệ mình rồi, những tránh những trường hợp nó không may nó ngã ra rồi. Và cái thứ hai các bạn biết là gì không? Mặc giáp này nó rất là ngầu. Mình rất khoái là bởi vì mặc giáp này nó chạy xe nó rất là ngầu. Nhìn cảm giác kiểu giống kiểu các bạn hình dung là kiểu siêu nhân ấy, đúng không? Kiểu siêu nhân ấy, nhưng mà rất là thích. Mình đây là mình không biết là mình có mặc vừa được này hay không. Mình còn chưa mặc thử. Mình mua được gần một tháng rồi nhưng bận quá, này mình có gì. Và chỉnh lại bộ âm chén. Ok. Đấy. Sau khi mặc xong thì mình sẽ đi thêm đôi giày. Em mặc giáp cảm thấy thế nào, như mình là mình muốn vứt con mẹ đi. Nóng vãi cả đái các bạn ạ. Ôi. Thề. Nóng dã man luôn. Bồ hồi như thế này. Mà hôm nay ở Hà Nội nó còn mát trời đấy. Nếu như nó không mát trời mà nó nắng tầm ba mấy độ thì không biết như nào luôn. Mình tự nhiên là mình không có thì thèm, có lại thấy ngại mặc vãi đái à. Công nhận là nóng thật. Không biết anh em thấy mình mặc quả giáp này nó thế nào nhỉ? Có uy tín không? Để clip sau mình sẽ đi Tam Đảo mình thử mặc giáp này chạy một hôm. Thật sự nhá, vẫn mình mặc được 2-3 lần nhưng mặc của người khác. Nhưng mà mặc bộ này mình thấy nó như nào nhỉ? Cảm giác chạy nó tự tin hơn thật. Bởi vì nó gió nó không đập vào người, nó không kiểu như mình mặc áo nó cứ phật chẳng hạn. Mặc bộ này nó ôm người, gió nó cảm giác nó rất là như không có gì đâu. Và cái thứ hai là nóng, cái thứ ba là mình thấy mình vào số nó hơi bị khó, chắc là do mình chưa quen thôi. Giày mình gảy nó sẽ bị gượng, nó chưa chuẩn, nó không mượt như kiểu mình đi giày ấy. Đi giày thường mà đi giày này nó cứng hơn thì là mình sẽ phải học làm quen dần. Cái thứ ba là mình bắp tay hơi to, thành ra nó hơi bị cực tay tí. Cố gắng sẽ mặc là giáp chạy tua cho nó quen. Biết là nó sẽ vất vả nhưng mà nó sẽ quen đi cho nó an toàn các bạn ạ. Cảm ơn các bạn xem clip này mình nhá.
Mình dừng clip đây thôi, mình phải tháo bộ đồ này ra ngay, nóng quá. Thôi bye bye anh em. Bye bye.